Ok các bạn, thì bây giờ cùng mình đi kiểm tra mấy quả trứng mình làm trứng muối nha các bạn. Trứng muối cấp tốc. Bây giờ cùng đi kiểm tra kết quả. Xem là nó có được cái nào không nhé các bạn. Xem là mình làm từ 12 giờ đêm ngày hôm qua. Hôm qua mình bị hai cái bị vỡ, cái này với cái này thì phải. Để xem là chất lượng thế nào nha các bạn. Đây. Đấy các bạn nhìn thì cũng thấy là nó cũng đã đông lại rồi. Mình sẽ lấy cái thìa mình xúc lên xem nhé các bạn. Wow. Nè các bạn này, xem này. Thành quả trứng luôn rồi. Được mà Linh ơi. Đó. Có cái này nó bị vỡ nhưng mà vẫn được nha các bạn. Nó lúc mình đậy cái túi bóng này thì nó bị lắc. Mình chơi trực không có cái khuôn ấy các bạn. Nhưng mà đến nay bây giờ nó vẫn đông, vẫn thành trứng muối nha các bạn. Đây. Cái này cũng vậy, cái này cũng bị vỡ nhưng mà nó vẫn có thể là thành một cái trứng muối. Thành công nha các bạn. Đây. Wow. Lòng đỏ rất là to nha các bạn. Trứng gà rất là nhiều lòng đỏ này. Đấy, vậy là mình đã thành công với cái mẻ trứng gà muối đầu tiên nha các bạn. Thì bạn nào mà muốn cách làm thì có thể inbox bên dưới để mình hướng dẫn các bạn làm nha các bạn. Đấy, mình làm thử 5 cái thì 5 cái đều đạt nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi rửa và bỏ vào lọ để bảo quản nha các bạn, bỏ tủ lạnh. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi rửa nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem là một cái trứng sau khi rửa nó như thế nào nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ rửa cái đầu tiên nha các bạn. Thì các bạn cứ xả nước trực tiếp vào cái quả trứng để cho nó sạch quả trứng nha các bạn. Đây các bạn này. Đấy, nguyên cái lòng đỏ trứng gà luôn. Đấy, đây là trứng muối nha các bạn. Đây là trứng muối mình làm từ 12 giờ ngày hôm qua. Thì bây giờ hôm nay là buổi sáng hôm nay nè. Bây giờ đang là 8 giờ các bạn. Là cũng 6-7 tiếng nha các bạn. Là có thể được một mẻ trứng muối rồi. Okay, mình sẽ bỏ ra đây nha các bạn. Đây một quả này. Đây là cái quả nó bị vỡ nên nó sẽ không được to nha các bạn. Dạ.
Ok các bạn, mình được 5 quả này. Đây nha các bạn. Ok các bạn, và đây là cái thành quả của mình đã làm được nha các bạn. Chỉ trong vòng có không đến 8 tiếng nha các bạn, mình đã có thể có trong tay 4 quả trứng muối. Mình làm 5 quả nhưng mà nó bị vỡ hôm qua, ngày hôm qua mình bị vỡ mất 2 quả. Tính ra là còn 4 quả nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn.